Cuộc thi năm nay được chia ra làm hai phần. Ở phần đầu tiên, các thí sinh tham gia phần thi ai ăn được nhiều cánh gà chiên truyền thống nhất. Còn ở phần thứ hai, các thí sinh trước khi được ăn phải lấy được cánh gà ngập trong nước sốt phô mai xanh mà chỉ được dùng miệng. Tôi hoàn toàn không thấy gì, chỉ là làm hết sức có thể. Thành phố Buffalo nổi tiếng với món cánh gà chiên giòn, đậm đà hương vị, rất hấp dẫn thực khách. Mỗi năm đến ngày lễ lao động của nước Mỹ, nơi đây đều diễn ra cuộc thi ăn cánh gà chiên